Chào mừng các em đến với sách nói giáo dục giới tính Ella. Chúng ta sẽ đến với tập hôm nay. Dọn dẹp đồ chơi gọn gàng. Tới giờ ăn cơm rồi, các con dọn dẹp đồ chơi nha. Đến giờ ăn rồi, ăn cơm thôi. Huyền, con làm sao thế?